Xin chào các bạn đã quay trở lại với S-Channel các bạn thân mến. Vừa rồi thì mình vừa tham gia sự kiện của Oppo, và bên Oppo thì các anh chị đã cho mình mượn một em Oppo cái phiên bản là mặt lưng kim cương. Chiếc Oppo F7 phiên bản mặt lưng kim cương này thì nó cũng có những cái thông số kỹ thuật nó gần giống như chiếc Oppo F7 cũ thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái lưng sang trọng hơn rất là nhiều. Và ở đây mình đang có phiên bản màu đen, không hiểu sao ở bên ngoài nó lại là màu đỏ thế này. Bây giờ chúng ta cùng nhau bóc siêu ra để cùng nhau trải nghiệm thật nhanh cái mặt lưng của em này nhá. Và nếu như bạn quan tâm đến những sản phẩm Oppo F7 này thì đừng quên là click vào đường link bên dưới của Sevet nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp chiếc Oppo F7 phiên bản kim cương. Đây rồi, đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Ok, tạm thời để sang một bên. Chắc là phụ kiện bên dưới thì mình sẽ nói qua một chút. Chúng ta vẫn sẽ có là một cái, chúng ta vẫn sẽ có được là một cái ốp nhựa này đó, và sách hướng dẫn sử dụng như bình thường thôi. Và bên dưới chúng ta sẽ có phụ kiện là chắc chắn là củ sạc. Và đây theo như mình thấy nó không phải là một củ sạc nhanh. Tiếp theo chúng ta sẽ có tai nghe và một cái cụm dây cáp. Đó, tất cả như vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay nhân vật chính của chúng ta. Rồi, ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bóc siêu em. Rồi, màu đen, siêu ngầu. Đó, bây giờ bạn cameraman có thể quay cận vào cái mặt lưng kim cương cực kỳ sang trọng này cho các bạn fan của channel xem được không ạ? Rồi, đây, đây là một cái mặt lưng hoàn hảo của em nó. Mình cảm giác cầm nắm ở phần mặt sau thì khá là chắc tay, và nhìn em nó thì thực sự là liền mạch hơn rất là nhiều và thích mắt hơn rất là nhiều so với cái phiên bản Oppo F7 bình thường. Tuy nhiên thì mình thấy có một điểm là nếu như trong điều kiện quá tối thì cái phần kim cương này nó sẽ không được hiển thị tốt lắm và nó sẽ không cho chúng ta một trải nghiệm ổn. Để nhận xét tổng quan về cái mặt lưng của chiếc Oppo F7 phiên bản kim cương này thì đương nhiên là nó sẽ đem lại chúng ta một cảm giác cực kỳ sang trọng. Mình thực sự nghĩ rằng là khi mà các bạn mang cái chiếc Oppo F7 phiên bản kim cương này đi ra bên ngoài thì tất cả mọi người sẽ đều phải trầm trồ về cái vẻ đẹp của em nó. Và bản thân mình thực sự là cầm trên tay rất nhiều máy rồi, nhưng mà với chiếc Oppo F7 phiên bản kim cương này thực sự nó khá thu hút mình. Đường vân kim cương được làm chìm xuống như thế này, chúng ta vẫn sẽ có được một cái lưng, mặt lưng phẳng bằng kính nhá. Tuy nhiên thì với cái mặt lưng này thì mình thấy rằng là về cái độ bám mồ hôi ngón tay nó được giảm đi đó khi mà chúng ta nhìn vào, nhưng mà độ bám bụi thì lại bị hơi tăng lên một chút nên mình không thích điểm này lắm. Thế nhưng nhìn về tổng thể thì cái thiết kế này nó không mới, nó đã từng có trên chiếc Oppo Mirror 5 rồi. Và trên chiếc Oppo F7 phiên bản kim cương này thì nó đem lại cho mình một cái cảm giác là những cái đặc điểm nổi bật nhất của cái dòng trước, và nó được bổ sung thêm đó chính là những cái độ hoàn thiện rất tốt. Chúng các bạn thấy là được ở những cái góc cạnh của nó như thế này thì đều được làm vát cong và hoàn thiện cực kỳ tốt. Đặc biệt thì mình rất thích cái màu đen sâu của em này, nó đem lại chúng ta một cảm giác gì đấy rất là huyền bí, rất là sang trọng. Màu đen mà luôn luôn đem lại chúng ta cảm giác kiểu như vậy. Ở đằng sau chúng ta vẫn sẽ có được một cái cảm biến vân tay này, logo Oppo rất sáng ở đây, màu bạc khá là tương phản với cái mặt lưng. Trên này sẽ là cụm camera và đèn flash LED. Qua với chiếc Oppo F7 phiên bản kim cương này, chúng ta vẫn sẽ có được phần mặt trước là một cái màn hình 6.23 inch với cái độ phân giải là Full HD Plus. Thực sự thì đây là một cái màn hình tràn viền thì mình đánh giá rằng là nó hai viền hai bên khá là mỏng. Nhưng mà có một điều mình không thích lắm ở phần viền dưới thì nó hơi dày một tí. Đó, nếu mỏng đi một chút, tối hóa tốt hơn một chút thì nó đem lại cho ta một cảm giác cực kỳ tuyệt vời luôn. Và nói chung là nhìn tổng thể của máy thì mình thấy rằng là không còn cái điều gì mình phải chê trách về thiết kế này nữa. Thực sự thì mình khá thích những cái máy kiểu thiết kế nó sang sang kiểu này. Đó. Về cấu hình thì chiếc Oppo F7 phiên bản kim cương này chúng ta vẫn sẽ có được một cái cấu hình giống như chiếc Oppo F7 bình thường. Đó chính là một cái con chip Helio P60, RAM 4GB. Chúng ta sẽ có dung lượng pin là 3400mAh. Và thực sự khi trên tay nhanh em này ở đây thì mình đã có thử qua một số những cái điều kiện ánh sáng để xem mặt lưng của em nó thì tương phản ánh sáng thế nào. Mình nghĩ rằng khi trời tối thì các bạn sẽ không còn nhìn quá rõ cái mặt lưng của em này lắm. Nó sẽ đẹp hơn các bạn ở mức độ là sáng vừa. Đó thì sẽ rất đẹp khi mà những cái ánh kim cương, những đường vân kim cương được hiển thị lên. Rồi cuối cùng thì các bạn đừng quên là để lại bình luận ở phía dưới phần comment rằng về cái thiết kế của em này thì bạn thực sự thích nó không, đáp ứng đủ cho các bạn nhu cầu cũng như là thị hiếu trên một cái thị trường smartphone mà những cái thiết kế nó đã gần như là quá là giống nhau rồi. Mình không bàn đến tai thỏ nhá. Được, ok.